Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đứng tại gian hàng của MSI tại sự kiện Computex 2018. Và ngay bên cạnh mình đây là một góc gaming rất là đặc biệt. Mặt đặc biệt nhất ở đây đấy chính là mẫu màn hình 49 inch tỷ lệ 32:9, rất rộng luôn. Một về 32:9 thì nó không quá mới, nhưng mà với những mẫu màn hình gaming thì đây là một điều rất là mới. Ở đây chúng ta sẽ có thể thấy tên mã của nó là Optic MAG491C và độ phân giải của nó là 3840x1080, độ cong là 1800R. Với những mẫu màn hình rộng như thế này thì việc cong 1800R là rất cần thiết đối với các bạn, bởi vì mắt các bạn sẽ có thể dễ nhìn hơn. Đây, như thế này thì khi nó cong các bạn sẽ có thể nhìn một cách tốt hơn. Và ngoài ra nó sẽ có tần số quét là 144Hz, một điều rất cần thiết đối với cả một mẫu màn hình gaming, bởi vì nhìn mọi thứ ở trên màn hình này của các bạn sẽ được mượt mà hơn rất là nhiều. Về màn hình 49 inch, như các bạn có thể thấy, việc trải nghiệm game của mình là nó quá là đã. Một không gian game quá rộng, ví dụ đây, một chiếc xe, nó chỉ bé ở giữa thôi, nhưng mà khi các bạn nhìn vào xung quanh của nó thì các bạn sẽ cảm giác là không gian nó sẽ ùa vào hai bên như thế này, thì cảm giác của các bạn sẽ là phê hơn rất nhiều. Và một số thông tin nữa thì các bạn sẽ có là nó sẽ có hỗ trợ HDR cho các bạn, thì nó sẽ làm dynamic range của nó sẽ rộng hơn, thì các bạn có thể nhìn một cách chi tiết hơn. Rồi ở đây độ tần số làm mới, độ làm mới của nó là 4 mili giây thì nó không quá nhanh, nhưng mà với một mẫu màn hình 144Hz mình nghĩ nó đã là khá là đủ rồi. Rồi ở đây các bạn sẽ có contrast là 3000, rồi là cổng kết nối của nó rất là nhiều, 3 cổng HDMI và 1 cổng DisplayPort. Về độ phân giải thì mẫu màn hình này sẽ có bề ngang là 3840 và bề dọc là 1080. Nó sẽ bằng 1/2 độ phân giải 4K. Thì các bạn chỉ cần một chiếc GTX 1080 Ti thôi là đã có thể cân tốt rồi. Kể cả 1080 nó cũng đã có thể cân tốt rồi. Thế nên là nó sẽ giảm tải được cho card họa của các bạn. Các bạn có thể chơi game ở tần số quét cao hơn. Và với một góc nhìn rộng như thế này thì nó sẽ phù hợp với các bạn chơi những tựa game đua xe, những tựa game kiểu như các bạn muốn hòa mình vào không gian ở trong game. Còn với những tựa game ở góc nhìn thứ ba hay là những tựa game kiểu như FPS thì mình nghĩ chơi như thế này nó sẽ không hợp lý lắm, bởi vì nó sẽ dễ làm các bạn phân tâm hơn. Và đây là một mẫu màn hình mới và nó sẽ được ra mắt khoảng chính thức vào khoảng tầm cuối năm này, và giá bán cũng chưa có giá bán chính thức luôn. Mình nghĩ đây sẽ là một mẫu màn hình rất là thành công của MSI, và khi nó được đưa về Việt Nam chắc chắn mình sẽ có một bài trên tay chi tiết dành cho các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn lại mẫu màn hình gaming 49 inch tỷ lệ 32:9. Đây, nó quá là rộng đi, nhìn rất là đã luôn. Và mình sẽ tiếp tục với các bạn những sản phẩm khác.